Chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc, một tình nguyện viên đến giúp đỡ gia đình thai phụ, cho biết khi chị cùng nhiều tình nguyện viên ở chốt tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con từ các tỉnh phía Nam về quê ở đường tránh thành phố Quảng Ngãi, thì các tình nguyện viên khác thông tin phát hiện một gia đình 5 người đang trải chiếu, chăn, trú tạm bên hiên nhà dân, trong đó có một thai phụ đang đau bụng. Ngay lập tức các tình nguyện viên thông tin cho nhau và đến hiện trường giúp đỡ, đưa thai phụ cùng chồng đến bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Một nhóm khác đến nắm thông tin, bảo vệ an toàn cho ba bà cháu. Vị trí cả nhà tá túc là hiên nhà của một hộ dân trên đường tránh quốc lộ đoạn qua thành phố Quảng Ngãi, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Lúc này vợ chồng sản phụ đã vào viện, chỉ còn lại bà Lê Thị Bảy, mẹ chồng sản phụ, ôm cháu ngồi co ro trong góc hiên khi trời đang mưa rất to. Là cháu có gì là... Con dâu ạ. À. Con dâu là... Bị đau bụng là... non. Vậy là đi từ đâu về? Không, đứng nhìn đi từ thành phố Hồ Chí Minh về. À. Đi từ hôm mùng 4. Nam mẹ con là cháu là đi hai xe máy về đến đây. Vào đây thì trời mưa. Trời mưa mà con nó lại đau bụng. Nó có bầu được 8 tháng rồi. Gần 8 tháng. Nếu mà không có sự có đau bụng là mình chạy tiếp hay là mình dự kiến là mình ở lại đây? Dạ. Nếu mà không có đau bụng là mình dự kiến là mình có đi luôn hay là mình tạm ở lại đây đó? Không đau bụng thì ở lại đây qua đêm vì trời mưa không thể đi được. Bà Bảy cho biết cả gia đình bị kẹt ở thành phố Hồ Chí Minh 5 tháng liên tục và 5 người trong nhà đều là F0 đã điều trị và có giấy tờ đủ điều kiện hồi hương. Cả nhà đi trên 2 xe máy khởi hành tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 10. Khoảng 18 giờ tối ngày 6 tháng 10, cả nhà đến thành phố Quảng Ngãi thì gặp mưa lớn. Không thể đi tiếp nên quyết định trải chiếu dưới nền đất ở hiên nhà ngủ qua đêm. Theo lời bà Bảy, khoảng 18 giờ 30 phút, có một người đàn ông ở Quảng Ngãi thấy cả gia đình trú bên hiên nhà đã đến hỏi thăm động viên và có giúp đỡ gia đình ít tiền. Bác đến qua đây bác cho tiền. Rồi bác đi cái xe này. Ở trong đó là kẹt dịch lâu chứ gì? Trong đó kẹt 5 tháng nay rồi. Mà cả nhà bị nhiễm luôn, ép không. Đi đầy đủ rồi, bây giờ đủ điều kiện để mình về quê. Là có giấy tờ đầy đủ, đủ điều kiện mình về quê. Mà chủ trọ họ không cho ở nữa thì mình phải về quê thôi. Bây giờ thì nhận sự giúp đỡ của mọi người và thì cảm giác của chị như thế nào? Thì cảm thấy là gia đình mình rất là cảm ơn các mạnh thường quân. Là trong cái lúc mưa gió đêm hôm này không biết nói gì hơn là chỉ biết nói là cảm ơn các mạnh thường quân đã đến giúp đỡ gia đình.